Xin chào các bạn, video ngắn này sẽ giới thiệu đến các bạn về nghề quản lý kho hàng. Nghề này đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về nghề qua video này nhé. Nội dung của video gồm có 5 phần: kho hàng, mô tả vị trí công việc, nhiệm vụ, kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, mức độ trách nhiệm. Kho hàng. Kho hàng là một nơi dùng để lưu trữ hàng hóa. Tùy theo nhu cầu của tổ chức, việc lưu kho có thể tự vận hành in-house hoặc đi thuê ngoài outsource. Các chức năng chính của một kho hàng là phân phối, dỡ hàng, đóng gói và giao hàng. Lưu trữ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mùa cao điểm. Tránh hết hàng, đồng thời có vai trò như nơi trung gian giữa điểm đầu, thường là nhà máy sản xuất, và điểm cuối là cửa hàng bán lẻ hoặc người tiêu dùng. Mô tả vị trí công việc. Vị trí này cũng có thể được gọi là thủ kho, trưởng kho, người quản lý kho hoặc người giám sát kho. Quản lý kho hàng chịu trách nhiệm nhận, lưu trữ và xuất nhập hàng hóa tại kho bãi. Ngoài ra, phải đảm bảo hàng hóa, dịch vụ được cung cấp và vận chuyển chính xác và chủng loại. Họ phải kiểm tra đúng số lượng và kiểm tra về đảm bảo hàng hóa, dịch vụ không bị hư hỏng. Hơn nữa, người quản lý kho hàng sẽ phải ghi chép thời gian hàng đến và ghi chính xác vị trí của hàng hóa trong kho bãi. Nhiệm vụ. Các nhiệm vụ của quản lý kho hàng bao gồm xếp dỡ hàng hóa từ xe tải và vận chuyển hàng hóa trong nhà kho, có thể sử dụng xe nâng, pallet hoặc xe đẩy, hoặc sử dụng máy móc tự động để hỗ trợ làm công việc này. Đóng gói và xuất kho các đơn hàng đã hoàn chỉnh cho khách hàng. Hàng hóa trước khi xuất cần được xếp lên pallet hoặc trong lồng để vận chuyển, sử dụng băng dính, dây đai hoặc màng co để đảm bảo an toàn trong quá trình xếp hàng. Xếp hàng lên các xe vận tải, đảm bảo hàng hóa được xếp chính xác, an toàn. Nhập chi tiết về phiếu xuất kho, phiếu nhập kho và hóa đơn đã nhận vào hệ thống máy tính hoặc biểu mẫu. Tư vấn cho cấp trên về số lượng lưu kho và sắp xếp lại kho. Tuân thủ hướng dẫn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để giảm thiểu rủi ro thương tích hàng hóa, bản thân và người xung quanh. Đảm bảo khu vực kho bãi gọn gàng, ngăn nắp. Kiến thức, kỹ năng và phẩm chất. Quản lý kho hàng cần có thể lực phù hợp và có thể nâng các kiện hàng nặng, có kỹ năng quản lý, yêu thích công việc trong kho, khả năng tổ chức công việc, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, có tinh thần làm việc nhóm. Mức độ trách nhiệm. Quản lý kho hàng thường sẽ làm việc trong môi trường nhóm, có sự giám sát và báo cáo công việc cho những người có liên quan. Chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu về vai trò và các kỹ năng cần thiết của quản lý kho hàng. Theo phương pháp dựa trên năng lực thực hiện, giảng viên Việt Nam hiện đang hợp tác cùng với các doanh nghiệp logistics nhằm phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng đúng với vị trí việc làm. Xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất.